Mến chào các bạn đã đến với bản tin 17 giờ do báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bản tin hôm nay, ngày 16/3/2017, bao gồm những nội dung chính như sau. Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cầu cứu thủ tướng vì bị đe dọa. Khởi tố Trịnh Xuân Thanh tội tham ô tài sản. Một trưởng phòng Sở Công Thương Bình Dương chết trong tư thế treo cổ. Xe đi đám tang tông xe tải, 3 người chết, 14 người bị thương. Trẻ mầm non bị bạo hành được chuyển trường. Xác lệnh bị chặn phút chót, Trump nói tòa làm quyền. Nghị sĩ Philippines đòi luận tội ông Duterte. Và sau đây là phần nội dung chi tiết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành có văn bản gửi Thủ tướng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải đề nghị tiếp tục tạm dừng dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa kết hợp với tận thu sản phẩm trên sông Cầu. Tỉnh Bắc Ninh đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra việc các cá nhân từ trung ương đến địa phương đứng sau bảo kê, đe dọa cán bộ chuyên môn, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh làm sự việc này càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trước đó, một số lãnh đạo cơ quan tại tỉnh Bắc Ninh đã bị khủng bố tin nhắn, điện thoại với nội dung phải để cho dự án trên sông Cầu tiếp tục thực hiện. Ngày 15 tháng 3, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng xác nhận gần đây cũng bị đe dọa. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị tạm dừng một dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp với tận thu sản phẩm trên sông Cầu vì cho rằng trong quá trình làm dự án đã xảy ra tình trạng hút cát trái phép. Bắc Ninh lo ngại việc này dẫn đến bờ bãi sông sẽ bị sạt lở gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân và khiến phải chi hàng chục tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Chiều ngày 15 tháng 3, sau 3 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án vụ lừa đảo xảy ra tại dự án Thanh Hà, Sienco Nam Plan. Chủ tọa phiên tòa thẩm phán Nguyễn Văn Sơn đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tham ô tài sản đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam, Đào Duy Phong, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị BVB Plans, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, lao động tự do, Lê Hòa Bình, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1 năm, Nguyễn Thị Kim Thoa, phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1 năm, Thái Kiều Hương, phó tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Việt Sang. Để đưa ra quyết định khởi tố trên, hội đồng XX đã căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 820/2016 ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Kết quả xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm trong các ngày 13 và 14 tháng 3 cũng như đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Theo hồ sơ, BVB Plan có 4 cổ đông sáng lập gồm BVC, Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Phong Phú và công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghệ Sông Đà. Các đối tượng đã câu kết với nhau để chuyển nhượng cổ phần BVB Plan với giá thấp hơn thực tế nhằm hưởng lợi cá nhân. Chủ tọa phiên tòa cho hay, hành vi của Trịnh Xuân Thanh cùng các đối tượng có dấu hiệu tham ô tài sản. Do vậy, quyết định khởi tố hình sự đối với các đối tượng này về tội tham ô tài sản theo quy định tại Điều 278 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, ngày 16 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại BVC, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này. Vụ việc được phát hiện vào khoảng 5 giờ sáng ngày 16 tháng 3 tại một căn nhà trên đường DT-747B, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là ông Ngô Thanh Tân, 47 tuổi, trưởng phòng quản lý điện năng Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, vợ ông Tân đi tập thể dục thì tá hỏa phát hiện chồng chết trong tư thế treo cổ phía sau nhà. Sự việc sau đó được báo cho cơ quan chức năng. Sáng cùng ngày, công an thị xã Tân Uyên đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc này. Người nhà nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên thi thể được bàn giao cho gia đình mai táng. Ông Tân hiện đang công tác tại Sở Công Thương Bình Dương. Khoảng 2 ngày gần đây, ông Tân xin nghỉ phép ở nhà để nghỉ ngơi. Được biết, ông Tân sống cùng với vợ và hai con gái. Gần đây, ông có dấu hiệu bị trầm cảm, thường tỏ ra mệt mỏi. Đến sáng ngày 16 tháng 3 thì xảy ra vụ việc. Có ít nhất 3 người tử vong, 14 người khác bị thương sau vụ va chạm giữa xe khách và xe tải vào khoảng 8 giờ 40 phút sáng ngày 16 tháng 3 tại ngã năm Bút Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ông Bùi Đức Tỉnh, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Hà Nam cho biết, có ít nhất 3 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Theo thông tin ban đầu, xe 16 chỗ đang lưu thông trên đường từ Hòa Bình về Ninh Bình đón dâu, đến tuyến đường tránh thành phố Phủ Lý và ngã năm Bút Sơn thì va chạm với một xe tải. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 17 nạn nhân, trong đó có 3 người đã tử vong tại hiện trường, 2 người đang trong tình trạng nguy kịch, 12 người còn lại bị chấn thương nhẹ. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chưa xác định được số người có mặt trên xe.
Ông Nguyễn Thanh Thủy, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp cho biết, ngay trong sáng ngày 16 tháng 3, ông đã cùng với phòng chuyên môn, tổ mầm non đến ngay nhóm trẻ có bảo mẫu bạo hành trẻ. Ngay sau khi một clip đưa lên mạng ghi lại cảnh hai bảo mẫu tại một điểm giữ trẻ trên đường Nguyễn Oanh, thuộc phường 17, quận Gò Vấp, đánh liên tục vào đầu, mặt, tống thức ăn thô bạo vào miệng trẻ cùng với các hành vi đè ngửa, kẹp đầu các cháu bé. Theo ông Vũ Đức Hiếu, hàng xóm của điểm giữ trẻ này hoạt động khoảng 8 năm nay. Nhiều lứa trẻ đã được gửi đến đây nhưng ông không để ý nên không thấy điều bất thường. Ông Hiếu kể, sau khi thông tin trên mạng phản ánh, công an phường đã tới mời các bảo mẫu về trụ sở cơ quan chức năng. Các em nhỏ cũng được lực lượng công an phường chở đi. Một cán bộ phường xác nhận vụ việc xảy ra tại địa phương. Hiện công an phường đang lấy lời khai, điều tra. Theo cán bộ này, toàn bộ 9 đứa bé được gửi giữ tại cơ sở này đã được phường chuyển đi. Trong đó, 2 trẻ được bố mẹ đến đón, 7 trẻ được đưa vào điểm giữ trẻ mầm non đạt chuẩn của phường. Khi phòng giáo dục đào tạo kiểm tra thấy nhóm trẻ sập sệ, không đảm bảo an toàn nên đề xuất phường đóng cửa ngay trong sáng hôm nay, có thể là không cho phép hoạt động trở lại. Ngay trong hôm nay, phòng giáo dục đào tạo hướng dẫn phụ huynh đưa cả 9 cháu này sang trường mầm non Anh Đào, đảm bảo chỗ học rộng rãi an toàn cho các cháu, để phụ huynh an tâm. Trong ngày mai, ngày 17 tháng 3, phòng tiếp tục tìm hiểu nhu cầu phụ huynh nhằm bố trí chỗ học thuận tiện, an toàn, lâu dài cho từng bé. Kênh truyền hình CNN cho biết, thẩm phán liên bang tại Hawaii, ông David Watson đã ra quyết định chặn sắc lệnh nhập cảnh mới của Tổng thống Donald Trump chỉ vài tiếng trước khi sắc lệnh có hiệu lực. Sắc lệnh nhập cảnh mới được chính phủ của ông Trump biên soạn và chỉnh sửa dựa trên một sắc lệnh nhập cảnh khác đã bị thẩm phán liên bang thành phố Seattle, bang Washington cấm vào sáng trước. Sắc lệnh mới đã loại Iran khỏi danh sách các quốc gia có công dân rơi vào diện cấm nhập cảnh, loại những người đã có thẻ xanh và đã có thị lực nhập cảnh khỏi danh sách cấm, đồng thời điều chỉnh một số phụ lục bị chỉ trích là phân biệt đối xử với các nhóm tôn giáo thiểu số. Trong phán quyết của mình, ông Derek Watson kết luận, sắc lệnh mới dù đã chỉnh sửa nhưng vẫn không thể đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Có thể dễ dàng thấy được sự bất hợp lý trong lập luận của chính phủ. Một sắc lệnh thể hiện sự thù ghét đối với bất kỳ nhóm người nào thì về cơ bản sắc lệnh đó đã sai, ông Watson kết luận. Lập luận rằng, sắc lệnh hành pháp này nhắm đến toàn bộ các cá nhân thuộc 6 quốc gia khác nhau, không nên nhắm riêng vào Hồi giáo cũng là một lập luận sai. Dựa vào các nguồn thông tin mà chính bản thân chính phủ sử dụng, hiển nhiên ta nhận thấy 6 quốc gia này có đại đa số người dân theo Hồi giáo với tỷ lệ dân số từ 90,7% đến 99,8%. Ông Watson khẳng định, các thay đổi giữa hai sắc lệnh nhập cư là không đủ và sắc lệnh mới vẫn còn nhiều lỗ hổng pháp lý. Không chỉ bang Hawaii mà các thẩm phán liên bang Maryland và Washington dự kiến cũng sẽ đưa ra phán quyết tạm thời chặn sắc lệnh hành pháp trong ngày hôm nay. Hôm nay ngày 16 tháng 3, các nghị đối lập của Philippines đệ đơn lên Quốc hội yêu cầu luận tội Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte liên quan đến một chính sách về trấn áp tội phạm ma túy của Tổng thống. Tổng thống Duterte bị cáo buộc một danh sách dài các tội trạng như che giấu tài sản và xung đột lợi ích để thực hiện một cuộc trấn áp tội phạm ma túy, chỉ đạo một băng nhóm sát thủ khi ông còn là thị trưởng của thành phố Davao. Đại diện Hạ viện Philippines, với những cáo buộc này, ông Duterte xứng đáng bị luận tội với những hành động của Tổng thống Duterte là hành vi hiến pháp, dính líu đến hối lộ, phản bội lòng tin của người dân, tham nhũng và các tội trạng lớn. Ông Duterte cũng bị chỉ trích vì đề ra các chính sách trấn áp tội phạm ma túy. Hơn 8.000 người đã chết kể từ khi ông Duterte khởi động cuộc chiến chống lại tội phạm ma túy, trong đó có 2.500 người đã thiệt mạng trong các cuộc trấn áp của cảnh sát. Tuy nhiên, giới chức Philippines đã mạnh mẽ phủ nhận có liên quan đến hàng ngàn cái chết bí ẩn của những con người này. Ông Duterte đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc trên. Phát ngôn viên Ernesto Abela của Tổng thống hôm nay cho biết nghị sĩ Alejandro đã cố tình khiến cho người dân nghi ngờ chính quyền. Theo ông Abela, các kiến nghị trên là một phần của âm mưu rộng lớn mà phe đối lập tạo ra nhằm làm suy yếu chính quyền Tổng thống Duterte. Nghị sĩ Alejandro cho hay, ông biết rằng sẽ rất khó khăn trong việc yêu cầu luận tội Tổng thống bởi vì tỷ lệ tín nhiệm dành cho ông Duterte vẫn còn cao và Tổng thống Philippines cũng thừa nhận sự ủng hộ lớn trong Quốc hội lưỡng viện. Theo ông, ở Philippines hiện vẫn còn nhiều tổ chức và người dân không bỏ phiếu hoặc không ủng hộ cho chính sách của Tổng thống Duterte. Những thông tin trên đã khép lại bản tin 17 giờ của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để theo dõi những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh BLO.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.